Em xin chào tất cả các anh em đã xem video của em nha Em tên là Sang Hoàng, kênh Bật Lửa Cổ Độc Cũng như thường lệ vào 11 giờ trưa thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần Em đều ra video mới nha Chia sẻ với anh em một số chiếc Zippo Để anh em sưu tầm Và cho một số anh em nào muốn trải nghiệm nha Anh em nào chưa đăng ký kênh Hãy nhớ đăng ký kênh và bấm nút cái chuông Để mỗi khi em ra video Mấy anh em sẽ nhận được thông báo sớm nhất nha còn anh em nào đã đăng ký kênh rồi, hãy cho em được like và chia sẻ. Và hôm nay cũng như thường lệ em lên 13 cây. Và chia sẻ cho anh em một số uh, 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 sửa chữa cách sửa chữa zipbo một cơ bản nha mấy anh. Rồi ok, cuối clip em sẽ chỉ nha, em sẽ giao lưu với anh em mấy cái đó. Vấn đề sửa chữa một số zipbo cơ bản thôi. Chỉnh sửa âm đồ này kia thôi. Một con đầu tiên nha, bài hôm nay là bài số 56 nha số bài em để bên tay trái và số điện thoại và zalo của em để dưới góc màn hình nha mấy anh anh em nào zalo thì để lại số điện thoại em gọi trực tiếp hoặc là kết bạn zalo với em nha chốt lô con số máy của bài số máy thì anh em comment cho em nha con này nêu nha mấy anh em còn bụi nha nêu nhưng mà không có bóc nha còn bụi nha bụi nha bụi sưu tầm con đi em không miêu tả nhiều nha à được mã sơn midnight nha sơn tịnh điện midnight cái màu midnight là màu rất đẹp nha màu sấm khói ấy nó sơn rất đẹp nha còn bụi này cái này là bụi nha bụi này lau cái là sạch liền em để nguyên nha em đem xin nha em đem xin của công ty một con chim để bàn hiệu Woodson nha Wilson Woodson Motorsport nha cái này dịch sang tiếng việt em biết dịch sao Nếu nha em không bóc tem new 10 la mã nha 1994 new em không bóc tem nha mấy anh em bỏ vào bọc lại nha nêu em không nguyên tải nhiều mã số 1 900k nha 900 ngàn 900.000 mã số 1 nha. 900. Mã số 2. Một con vintage nha, đầu bằng đít bằng. Được mà lắc kê bạc nha mấy anh. Sản xuất vào năm 1914 à, La Mã nha, 1998. nha Tổng thể à, khoảng chừng 95% nha, em cho là 95% đã qua sử dụng nha. Âm con này cũng khá hay nha mấy anh. Lắc kê bạc nha. Ruột trùng nha, gột còn rất đẹp. Rút luôn. Nè, à, khá mới luôn. Vụ khá mới nha, con này dặn như xà lướt thôi Vụ khá mới Có sức chạy đây này, bên này khá mới, 15 la mã nha Vỗ vụ là 1 năm Được sử cho phép với nhà sản xuất nha mấy anh Nha, âm con này hay Âm con này khá hay nha Có cắn nhẹ trên góc này nha Mấy dịch cắn này em quay kỹ mấy anh mới thấy nha Cắn này cắn ở khoảng đầu chân ngang nha Đây, một điểm Ngoài ra điểm này không đáng kể nha Điểm này không đáng kể một điểm đó Quay cực kỳ chậm luôn một điểm này đầu tâm nha hai điểm rồi ngoài ra tổng thể đẹp nha ok âm hay. một nghìn chín trăm chín mươi tám tám trăm ngàn nha viên tạc nha đầu bằng đích băng tám trăm ngàn mã số hai mã số ba một con gá khá đặc biệt nha mấy anh em thấy đặc biệt không zin của nó nha mấy anh em zin nha zin của công ty nha có công dây này này anh em muốn móc vào đâu móc này zin của công ty nha được khắc hình con chim én nha chim én hay chim yến gì em cũng không biết luôn con này tổng thể lai nha không cắn móp có sự phôi phai của uh, sử dụng nha phôi phai nha mấy cái phôi phai này uh, là không đáng kể nha mấy anh có xước con mèo mã sapphire đen nha sapphire này nó dễ chày em con này cũng hay nha mấy anh sử dụng nước nha con này sử dụng nước dạng như lai sử dụng nước nha buồn đốt rất là sạch nha buồn đốt không chày luôn này chỗ này hơi dơ em chưa vệ sinh nha đấy không chạy là mấy anh em biết nó xài lướt thôi à, chỗ này nó hơi dơ này em chưa vệ sinh này nguyên bản em để về nguyên bản lúc này thấy không không chứa này hơi dơ này dơ là vệ sinh lại sạch luôn buồn đốt rất là sạch luôn con này à, sản xuất năm 2006 nha dỗ gột trùng cả tháng là năm luôn 2006 con này 500 ngàn nha ruột à, gột rất là lỏng nha hồi chút nữa em chỉ cho mấy anh về làm sao cho nó chặt lại bánh xe cực kỳ bén nha con này 550 nha có con dây khắc ăn mòn nha mấy anh uh con này em chưa kiểm tra lại không biết nó có phải ốp sợi cừ không nữa không con này không phải ốp sợi cừ không phải ốp sợi cừ nó nó cảm nó ốp cái gì lên đây nè Thế công cộng nha năm trăm rưỡi nha mấy anh năm trăm rưỡi rồi mấy anh em nhìn cái con này là mấy anh em hiểu đời mấy rồi nha nước sơn còn là nguyên si luôn nha nguyên bản luôn nước sơn chưa chưa bong chóc luôn nè có xước lông mèo nha tổng thể con này đẹp nói chung đời này gì là đẹp đẹp nói chung là đẹp nha có cắn li ti trên đây cắn mà đầu kim ấy, chứ không phải đầu tâm cắn li ti đầu đầu kim nha Đó. quay kỹ lại quay kỹ quá kỹ thì clip nó hơi dài anh em thông cảm nha nó cắn đầu đầu kim thôi ngoài ra không cắn mớp gì nặng đâu con này đẹp khoảng chừng 98, 95, 98% tùy anh em nha. Hôm nay con này hay nha mấy anh. Bánh xe cực kỳ bén luôn bánh xe cực kỳ bén luôn Đây chữ u vuông nha không chặt góc nha chữ u vuông không chặt góc ruột hai mặt chữ nha con này sản xuất năm 1980 hai dấu sắc nha một ngược hai dấu sắc con này một triệu ba nha mấy anh âm con này hay nha âm con này hay anh em là chốt nhanh con này nè có thể con này là anh em nào nếu mà theo dõi kênh của em là sẽ chốt liền ấy nước sơn còn nguyên luôn không bong chóc gì luôn khắc ăn màu đổi sơn nha mấy anh chân chủ đề thể thao nha một triệu ba con số 5. Lắc ke bạc nha. Còn lớp uh, keo luôn ấy. Còn lớp keo nha. Tổng thể. Um, để em soi. Cái nước, cái nước bạc này nó lên màu là nó lên lên màu này là, là, là em không có vệ um, sinh nha. Vệ sinh lên sẽ sáng trắng nhưng mà em không vệ sinh nha. Để gì cho nó cổ cho nó hay nha mấy anh. Sản xuất năm 1996 có cắn khoảng chừng con này tổng thể là khoảng chừng 95 phần trăm nha có cắn vài điểm nhẹ nhẹ này nè không đáng kể nha một điểm đó mấy điểm này soi kỹ lắm mới thấy nè hai điểm nha này cỡ đầu đầu tâm đầu đầu nhang hai điểm nha rồi ngoài ra đẹp nha ngoài qua đẹp nha không, con này cũng 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 ổn nha con này nói chung em chưa vệ sinh bánh xe cực kỳ bán luôn 12 la mã 1996 giỏi gột trùng cả tháng 5 năm luôn nha mấy anh Con này đáng cho chị sưu tầm nha Gỗi gột trùng cả tháng lăng năm luôn 1996 Trùng cả tháng lăng năm K đúng rồi trùng cả tháng lăng năm luôn nha mấy anh Lắc kê bạc Buồn đốt thì sạch này Con này xài lướt thôi à, Em chưa vệ sinh nữa nè thấy không Đóng khói ít rất là ít luôn Con này 800 ngàn nha mấy anh 800 k 800 k Âm cũng hay nha Âm cũng hay Bánh xe cực kỳ bén luôn 800 k mã số 5 Mã số 6, một con một sản xuất năm 1987. Chrome phay xước nha. Tổng thể đẹp. Khoảng chừng 90% nha. Chrome phay xước. Hai mặt bên đây là không xước nha. Nhìn rất là đẹp luôn á. Không xước nha. Xước li ti li ti xước xước này dạng như xước xước tơ kia bằng xước tơ á. Không đáng kể. Mặt bên đây cũng xước tơ thôi. Xước tơ nha, mặt bên đây rất là đẹp. Mặt bên đây cũng đẹp nha ở trên này cũng đẹp nha ở phía dưới này ở dưới ở phía dưới đáy này có cắn dâm li ti Và điểm đầu kim không đáng kể nha dài điểm đầu kim ở phía trên đây có cắn dài kỷ điểm đó này tâm nhang thôi cắn nhẹ thôi không móp nha mấy anh cắn nhẹ không móp nha cắn đầu kim thôi không móp nha rồi ok tả vậy thôi ba la mã nha một ngược ba la mã ba la mã con này âm nghe cũng được thôi Gột nó hơi lỏng này hồi tí em chỉ cho mà mấy anh sử dụng lại nha. Ba la mã vô gột trùng nha. Trùng nha, ba la mã, trùng. Con này 800 gửi nha. 800 000 thôi. Giao luôn nhanh cho anh em hôm nay. 800 gửi nha, bánh xe cực kỳ bán 800 000 800k. Sẵn em chỉ luôn cho này. Sẵn em chỉ luôn, nếu mà mà gột nó nó nó, nó lỏng gì á mấy anh em nha. Sẵn em chỉ luôn. Gột nó lỏng gì nào phải không? Về mấy anh em á dùng cái cây cái cây búa á, hoặc là cái cán gì anh mấy anh em gõ trên đây nè gõ trên cái sóng này nè đừng có gõ sóng này nha à. gõ sóng này nó sẽ móp nha mà anh em chim chim giải lên gõ cái sóng này nó sẽ chặt nha nó sẽ chặt nó sẽ chặt cái ruột bây giờ em không gõ được gõ rồi mấy anh em mò à, mấy anh em nha gõ đây nó sẽ chặt cái ruột nha không nên bung cái này ra nha anh nhiều anh em chỉ là dùng cái gì nãy cái này ra là là sai nha nãy ra nó sẽ móp nha nhưng mà anh em dùng một cây búa hoặc là cái cán bằng gỗ á mấy anh em gõ trên này để dưới này nè gõ làm gì này gõ từ trên xuống dưới gõ nhẹ nhẹ, nhẹ vừa tay anh em là nó sẽ chặt cái gột lại nha nó sẽ chặt cái gột lại đó điều thứ nhất nha rồi ok đó là do chỉnh do gột nha gột lỏng rồi mã số 6 nha 800 ngàn mã số 7 một con niêu đó nha niêu được sơn màu đen được sơn màu đen nha được chuyển vàng sơn màu đen chuyển vàng nha mấy anh niêu niêu full bóc ổ niêu này không có bóc nha còn tem nhưng mà không có bóc lô hàng này về không có bóc Tiếp rồi sản xuất năm 1999 15 la mã nha, yêu em không bóc em không bóc ra nha còn anh em nào về tự bóc thì bóc nha em không bóc ra niêu, niêu em không miêu tả nhiều con này được chuyện vàng hình cái ly này rất đẹp luôn ở ngoài nhìn đẹp lắm nhìn nó dạng như quý phái lịch sự lắm nha được sơn nha phủ sơn màu đen toàn thân ở phía này mặt chuyện vàng 900 ngàn nha mã số 7 mã số 8 con này dạng như lai like niêu nha qua sử dụng lướt nha em nhìn á thì giống như um, em nhìn hiện tại bây giờ đó, là nhìn cái này là dạng như chưa qua sử dụng luôn á nhưng mà em biết vì lý do vì sao nó sử dụng nước đó. tại sao mấy anh biết không em thì em biết đó. em nhìn rất là kỹ luôn nhưng mà không thấy cái vết dơ cái gì chứ con này dạng như niêu thôi nhưng mà em thấy cái buồn đốt cái, cái buồn này nó không bị xước nha không bị xước nhưng mà trong đây nó có cái vết cái vết da quẹt cái vết da quẹt này không phải là vết da quẹt bật ra bật vô mà vết da quẹt xước này nè dọc theo thân này nè là em nghĩ nó là qua sử dụng nha nhưng mà tình trạng là lai new nha Ông con này cũng hay bánh xe cực kỳ bén luôn nè không đóng khói không gì hết nhưng mà em nhìn vô em biết mấy anh nhìn kỹ mới biết được không cắn bớt không gì hết 15 sản xuất 2015 nha giỏi gột trùng 2015 buồn đốt buồn đốt là không xước một, một, một miếng luôn ấy con này có bóc nha mấy anh con này giao lưu nhanh cho anh em bốn trăm rưỡi nha bốn trăm rưỡi rơm bóng ủa cờ rơm midnight Rơm màu sấm khói nha. Đây, bóc của nó đây. Con này em nghi là niêu chứ không, không biết phải niêu không. Nhìn nó giống qua gì không. Đây, thêm một con niêu đây. Con này khá đặc biệt nha mấy anh. Đây, con này khá đặc biệt nha. Niêu nha. Đặc biệt ở điểm nào anh mấy anh biết không? Sản xuất năm 1997 nha. Chữ E. Niêu, cờ rơm bóng, cờ rơm HB nha. Cái này được sơn hay là... Ờ, cái này được sơn nha. Sơn chủ đề Zippo nha mấy anh rất là đẹp luôn ở ngoài rất là đẹp luôn cờ rơm bóng nó đã bám bám gì thôi chứ em không không nên chùi không nên vệ sinh vệ sinh nó sẽ dễ bị xước lắm đặc biệt cái con này là bạn kỷ niệm ngày thành lập cái gì đó em không biết nhưng bạn kỷ niệm cái gì của Zippo này vào năm 1997 này đặc biệt cái này là nó có ghi tháng luôn này tháng 5 là ngày cái này rất hiếm nha mấy anh thường thường cực kỳ hiếm nha nó in cái này là cực hiếm nha. thường thường nó in năm không à nhưng mà cái này nó in cả ngày luôn nè à cái sự kiện của Zippo á, sự kiện gì của Zippo vào tháng 5 là năm 1997 nè. biết tháng này tháng 5 năm 19, ngày 18 19 tháng 5 năm 1997 nè. Chữ Shuli này không biết tháng mấy em, không biết tiếng Anh em dở lắm. Đó, nhưng mà em nghĩ là trùng với chữ E nè. Này. này chữ E nè. A B C D E là tháng 5 đúng rồi, cái này là tháng 5 nè. Tháng 5 chính xác, tháng 5 hay tháng 7 thôi. Tháng 5 á. Đây nè. A B C D E là tháng 5 cả có ngày cả tháng cả năm luôn cái này sưu tầm cực kỳ giá trị cao luôn á cái này bán cho anh em một triệu thôi bạn nêu nha em không miêu tả nhiều nha một triệu một ngàn 997. đây thêm một con độc ở đây con này bao độc luôn nguyên một bức tranh sơn thủy mạc Ở cái này cái gì không biết tranh gì em biết luôn tranh cá cảnh này cái gì không biết cá bảy màu rồi sông núi gì đâu gồng ghiếc gồng gắn lên mây tùm lum luôn. quá đẹp luôn đẹp cực kỳ đẹp luôn new nha on new on new on new ồ ô, con này tiếc quá do bảo quản này cốt đồng nha mấy anh sản xuất năm 2018 vỏ gồm là một năm được sửa cho phép của nhà sản xuất nha con này chưa qua sử dụng nhưng mà đây nè cái dạng chưa qua sử dụng là cái 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 nước sơn nó vẫn còn là thấy không nước sơn ở trong vẫn còn này không con chóc này thấy không mà không có đóng khói nếu mà sử dụng rồi mà anh em vệ sinh rồi nó sẽ chóc cái lớp sơn này bỏ. Nhưng mà cái này nó còn nguyên này thấy không? Còn nguyên. Nguyên si. Con này tiếc quá. Do người bảo quản này. Chóc chỗ này nè. Chóc một điểm nha. Chóc điểm sơn. Và chóc điểm sơn đây. Chóc vài điểm sơn vô bảo quản thôi. Cái này chắc do em bảo quản hay sao? Tại vì một thời gian trước đó, em hay bị dục dục dục. Tới dục luôn nó cấn nó chóc sơn. Con này giao lưu với anh em 850 nha. 850 quá đẹp luôn con đinh hiu tổng thể đẹp nha không cắn mớp nha không cắn mớp cầm ga nha mấy anh cầm ga nha cầm ga nút chỉnh ga bên đây nha mấy anh chỉnh ga lên xuống nha chỉnh ga lên xuống đây đó chỉnh đó chỉnh lên chỉnh xuống đó nha cầm ga nha mấy anh em con này em test lâu lắm rồi để cũng gần hai hai ba tuần gì nó vẫn còn ga nè con này giao lưu với anh em một triệu hai nha lắc cây bạc nha. Ở mã vàng nha. Đinh hiệu của thị sủy nha. Thị sủy nha. Được à, mã vàng. Rất đẹp. Con này tình trạng là sử dụng nước thôi. Tại sao biết không? Cái buồn đốt này nó chưa chạy nè. Chưa chạy nhiều nè. Và cái bên đây nó cũng chưa chạy nhiều nè. Có bát ben đàng hoàng. Nha. Hàng chuẩn nha. Hàng chuẩn nha. Rồi ok. Con này 1 triệu hai nha mấy anh. 1 triệu 2. Giờ hôm nay con này đặc biệt ở đây. Đặc biệt nha. Con này đặc biệt nha cũng được lắc kê bạc nha màu bạc đã lên nha đã lên nước nha em không vệ sinh cho nó sáng lại màu bạc lên nước nha mấy anh màu bạc lên nước rất đẹp nha màu bạc lên nước nha tổng thể là không cắn bóp nha mấy anh on new nha là new nha mấy anh đã qua sử dụng nhưng mà không cắn mớp rất là đẹp nè em còn để nguyên cho mấy anh em tình trạng này cái này em vệ sinh em nói là new anh mấy anh em cũng tin nữa nhưng mà không để đi cho nó thấy đóng màu vàng vàng về khói nè nó thấy khó không bán hàng là phải bán chuẩn mới được không cắn mớp nha mấy anh 15 la mã vỏ gột trùng cả năm không trùng tháng nha buồn đốt rất là sạch luôn cái này vệ sinh một cái nói nêu là mấy anh tin liền ấy. nha con này đặc biệt nha mấy anh con này là một con mấy anh em nhìn thấy có con gấu bông này không giờ thấy chữ này ly bia nè con gấu bông này là của một cái nghệ sĩ mà diễn phim uh, hài nổi tiếng nhất thế giới là ông Mr. Bean á. Ông, ông ông hay cầm cái con gấu này nè. Mà con gấu này đặc biệt cái con gấu này là được làm bằng bạc nha mấy anh. Được làm bằng bạc nha, không phải gấu thường nha. Được làm bằng bạc nha. Tổng thể đẹp, không cắn mớp, đã lên nước bạc. Con này sản xuất năm 1910, năm 1999, bánh xe cực kỳ bán nha. Con này giao lưu với anh em một triệu 2. một triệu hai nha. Và con thứ 13. New Full Box nêu nha hàng nêu em đã bóc ra rồi có nghĩa là em bóc ra em coi cái con này sản xuất năm bao nhiêu nha chứ không bóc tem nha con này được sản xuất năm 2018 Mạ cờ rơm satin nha Mạ cờ rơm cát đã kêu mình cờ rơm cát thấy mình, mình 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 xuất, xuất này, này, này này mấy anh thấy rõ đó. và có cái bình xăng giữ phòng nha che móc khóa được nha nêu nêu em không miêu tả nhiều con này bảy trăm rưỡi nha rồi xong rồi đó, hồi nãy em chỉ cho mấy anh là cách uh, để làm cái um, cái ruột nó chặt bây giờ á mấy anh em muốn chỉnh âm á thì mấy anh em dùng cái kìm nha tại vì đồ nghề em bỏ trên sài gòn rồi mấy anh em dùng cái kìm kẹp vô cái 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 bạn cái, 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 cái chữ u này nè anh em bẻ ra bẻ vô nha bẻ ra bẻ vô nha nhưng mà bẻ vừa tay thôi nha mẹ mạnh quá nó gãy cái bản lề luôn bẻ ra bẻ vô vừa tay thôi vừa tay mấy anh em cảm giác âm nó hay là ok nha đó là cách chỉnh âm nha nha rồi kết thúc hôm nay em chỉ hai cách vậy thôi còn hôm sau ấy, em sẽ chỉ mấy anh cách làm sao cho bản lề nó chặt lại rồi săn siết gì đó nha rồi cảm ơn anh em đã xem video của em nha anh em chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ em và anh em nào đã đăng ký kênh rồi hãy cho em lượt like và được chia sẻ nha rồi em cảm ơn mấy anh bye bye chào tạm biệt mấy anh nha